Ngày 1 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bàn giao 5 đối tượng cho Công an thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Hướng Văn Thành, 34 tuổi, Đỗ Bá Duy, 30 tuổi, Huỳnh Đỗ Hoàng Lộc, 18 tuổi, Lê Hoàng, 36 tuổi và Võ Thị Tường Vi, 33 tuổi, vợ Hoàng, tất cả đều ngụ thành phố Mỹ Tho. Vào ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 5 đối tượng trên đang cưỡng đoạt 60 triệu đồng của một người dân tại quán cà phê ở phường 1 thành phố Mỹ Tho. Kết quả điều tra bước đầu, cuối tháng 5 năm 2023, nhóm này được hai người cư trú tại huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy thuê đòi nợ với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi đòi được 45 triệu đồng, 5 người này đã lấy 30 triệu đồng. Nhận thấy nhóm đòi nợ có dấu hiệu chiếm đoạt tiền, hai người thuê đòi nợ yêu cầu dừng việc đòi nợ. Tuy nhiên, nhóm này đe dọa, buộc người thuê đòi nợ phải đưa 150 triệu đồng. Nhận tiền xong, nhóm này tiếp tục yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng hoặc phải đưa giấy nợ cho chúng đi đòi nhằm chiếm đoạt. Khi người thuê đòi nợ không đưa tiền, nhóm đòi nợ thuê liên tục điện thoại đe dọa đến nhà riêng uy hiếp. Hoảng sợ, người thuê đòi nợ hẹn đưa trước 60 triệu đồng. Trong lúc đang giao nhận tiền, nhóm 5 đối tượng đòi nợ thuê bị công an bắt giữ.